Mặt cỏ sân vận động Bukit Jalil của Malaysia đang trở thành chủ đề bàn tán sôi động của không chỉ cổ động viên bóng đá nước này mà còn cả khu vực Đông Nam Á. Hình ảnh mặt sân không lấy gì làm đẹp mắt của sân bóng lớn nhất Đông Nam Á đang được lan truyền những ngày qua. Toàn bộ phần trung tâm của mặt cỏ bị hư hại sau một sự kiện giải trí, đã được vá lại bằng những thảm cỏ mới. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là trận chung kết cúp Malaysia giữa Johor Darul Takzim và Terengganu vẫn được diễn ra trên sân vận động này. Ban quản lý sân đã phải bổ sung thêm cát vào những khu vực vừa mới vá cỏ, như một giải pháp tình thế để đảm bảo cho trận đấu diễn ra suôn sẻ. Không chỉ khu vực trung tâm, một phần cỏ ở gần cầu môn cũng gặp vấn đề tương tự. Mặt sân Bukit Jalil mới được làm mới bằng cỏ Zeonjoycia. Tuy nhiên, có vẻ như việc thiếu ánh nắng và sự lưu thông của không khí thấp khiến việc chăm sóc mặt cỏ này gặp không ít khó khăn. Mặc dù vậy, ngoài những khu vực bị ảnh hưởng nói trên, các khu vực mặt cỏ còn lại có chất lượng khá ổn, đường bóng đi mượt mà.